chào các bạn đến với kênh Tự Học Vlog. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một cái ứng dụng rất là hay các bạn. Ứng dụng này ứng dụng mới, nói chung là đã có trên một số cái phần mềm. Mình thấy 2-3 phần mềm gì đó, nó đã có cái ứng dụng này rồi. Đó là cái ứng dụng gì các bạn biết không? Ứng dụng loại bỏ cái hình nền trên cái video của mình, là Remove Background đó các bạn. Đó. Các bạn hiểu cái bỏ cái hình nền không? Có nghĩa là khi mình đi quay phim bên ngoài, mình quay ngoài cảnh ở bên ngoài á, sau đó về mình muốn ghép vô một cái cảnh khác vẫn được nha các bạn. Có nghĩa mình bỏ cái nền đó đi, mình không thích cái cảnh đó, mình bỏ cái cảnh đó đi, mình ghép cái cảnh khác vô ha, cũng được ha. Thì cái ứng dụng này á, mình mới biết, nói chung là nó có cũng hôm nay rồi, nhưng con cái là mình không có cập nhật, thành ra mình cũng chưa biết. Vừa rồi cũng có một số bạn cũng vào hỏi mình, nhưng mà mình chưa cập nhật, thành ra mình đâu có biết, và mình trả lời mình nói là cũng chưa có. Thì hôm nay mình đã biết được cái ứng dụng này có trong cái phần mềm này luôn rồi ha các bạn ha. Thì có một số bạn á đang sử dụng cái phần mềm CapCut á các bạn, CapCut thì nó có cái ứng dụng này ha. Nhưng mà bên cạnh đó các bạn hỏi mình trên cái phần Power Director các bạn sử dụng trên điện thoại rồi đó, nó có cái phần bỏ cái hình nền này không đó. Thì hôm nay mình cũng nói luôn ha, mình chia sẻ cho các bạn luôn. Thì trên cái phần mềm Power Director trên điện thoại đã có cái ứng dụng loại bỏ hình nền rồi các bạn ha. Thì các bạn muốn được có được cái ứng dụng này á, đầu tiên các bạn xóa cái phần cái ứng dụng cái trên cái Power Director cũ, phiên bản cũ đi. Sau đó các bạn tải cái một cái phiên bản mới về. Tải về. Nói chung là nó là tự động update lên cho mình luôn các bạn. Khi mình tải về là tự động update lên cho mình luôn ha, nâng cấp lên cho mình luôn. Đó. Thì cái cách tải cái ứng dụng về thì chắc ai cũng biết rồi ha. Và bây giờ mình sẽ đi vào thực tế luôn cho các bạn luôn, để các bạn không có bỡ ngỡ ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái ứng dụng này lên. Mình vào cái Power Director ha. Thì mình cũng vào cái project. Đó. Rồi mình lấy một cái bất kỳ một cái nào này. Ví dụ như mình lấy cái hình mình đang làm tiếng đi ha. Đó, đây là cái hình mình đang làm tiếng này. Giờ mình làm sao mình bỏ được cái background phía sau đi để mình thế một cái background khác các bạn. Có nghe mình bỏ cái nền hình nền phía sau lưng của mình đi, mình thấy một cái hình nền cây cỏ xanh thì chẳng hạn ha, hoặc là một cái hình khác, nói chung là đại khái hình khác ha. Thì các bạn đã có cái này rồi, các bạn click vô trong cái hình này cho mình, click vô trong cái video này cho mình ha, click vô. Sau đó các bạn ở dưới phía dưới nè, ở dưới nó có một số cái ứng dụng, các bạn di chuyển nó qua bên tay phải ha, đẩy nó qua trái để nó lòi bên tay phải ra ha. Đây cái ứng dụng này cut out ha, là có cái hình cái kéo các bạn, cut out ha. Thì trên cái cut out này là các bạn click vô nó một cái khi mà bạn click vô cái cut out này, nó có hiện ra hai cái ứng dụng cho chúng ta ha, loại bỏ cái hình nền. Một cái là loại bỏ một cái hình nền một màu ha, một cái là loại bỏ tất cả cái hình nền ở trên cái video luôn. Đó là remove background ha, remove background. Các bạn click vô trong cái remove background này cho mình, lập tức nó loại hết liền ha. Các bạn thấy không? Nó loại hết cái hình nền liền. Nó còn màu đen thui à các bạn. Đó. Các bạn thấy nó còn đen thui không? Ha. Nó loại hết rồi. Thì như mình thấy cái này nó có bị lỗi một góc. Nó bị lỗi một góc. Trong trường hợp đó các bạn chỉnh sao đi ha. Thì bây giờ trước mắt là các bạn đã loại được hết rồi. Loại suốt hết luôn cái đoạn video này luôn ha. Các bạn thấy không? Mình lướt qua nè, là tất cả những cái đoạn video này nó đã bị loại hết rồi. Mình thâu gần lại đi ha, cho nó các bạn dễ nhìn ha. Đó, thấy không? Các bạn thấy không? Loại hoàn toàn luôn cái background phía sau lưng của mình, là cái hình ảnh phía sau lưng lên.
Rồi bây giờ mình muốn thay vô thêm một cái hình nền nữa thì làm sao các bạn? Bạn muốn đưa một cái hình nền khác vô ha, ngoại cảnh, giống như mình đi ngoại cảnh các bạn. À, thay vì mình đang ngồi không, mình đi cho một cái hình ở ngoài sau lưng nó di chuyển tùm lum tà la ha. Rồi mình chỉ cần vô cái dấu cộng màu trắng nè, trên cái tròn màu xanh nè, cái hình tròn màu xanh nè, đó mình click vô đây. Thì mình chọn một đại một cái hình nào đó đi ha. Rồi, ở đây mình ví dụ như mình lấy cái hình này đi, mình nét vô. Thì hiện tại nó đang có hai cái đoạn video ở trên một cái timeline ha các bạn ha, cái chỗ mà để làm phim á. Rồi bây giờ mình move cái hình nền của mình, cái hình nãy mình mới rồi bỏ cái hình nền á, cho nó xuống dưới cái chắc hai ha các bạn ha. Hồi nãy nằm trên chắc một, giờ mình đẩy nó xuống chắc hai, thì khi đó đó cái hình của mình nó mới nằm đè lên trên cái background nha các bạn. Còn mà các bạn đưa cái background xuống dưới á thì cái background á mình không thấy cái hình của mình đâu đây nha. Cái hình của mình nó bị đè phía sau lưng rồi. Cho nên mình muốn đưa cái hình của mình lên á, hình ảnh của cái con người á lên trên trước á, thì bắt buộc các bạn phải đưa cái hình nó xuống cái chắc là phim bên dưới ha, chứ không để chắc một nha bạn. Các bạn phải để chắc hai ha. Rồi, thì khi đó các bạn thấy nè, mình di chuyển nè, mình bấm play cho các bạn nè. Đó. Các bạn thấy không? Rồi sau khi mình gắn cái ma vạch này vô thì các bạn thấy là nó hiện ra nè. Đây là mặc dù cái hình ảnh phía sau lưng nó đang di chuyển nhưng mà mình cũng ngồi im một chỗ ha, ngồi một chỗ để mình nói chuyện thôi ha các bạn ha. Mình thuyết trình thôi ha. Đó là một cái cách để mình thay đổi cái hình nền phía sau lưng của mình đi. Ví dụ như bạn quay phim ai đó đang diễn tiếp hay gì đó mà bạn không lấy cái hình background phía sau lưng đi, do nó xấu hay như nào không ưng ý, mình đổi một cái background khác thì mình làm giống như thế này các bạn ha. Đây là cái cách một số người hay làm. Và tại vì do vừa rồi có cái người mà hỏi mình á, ta quay những cái đoạn video mà của người khác á, lấy những cái video của người khác sau đó mình bỏ cái background đi, hoặc chả các bạn đi quay những cái live show những cái chương trình ca nhạc hay những cái chương trình hài hước gì trên rạp chiếu phim và chiếu bóng gì đó, thì các bạn thay đổi mà những cái hình này nè nó vẫn được ha các bạn ha. Nhưng mà các bạn lưu ý coi chừng dính với nhau bạn, dính bằng quyền á ha. Các bạn quay của người ta là bạn dính bằng quyền, nhưng mà còn các bạn tự đi quay giống như này thì các bạn không sao ha. Rồi mình cũng vừa hướng dẫn xong cho các bạn cái cách remove background rất là đơn giản luôn trên cái phần mềm Power Director trên điện thoại các bạn ha. Đó. Các bạn thấy á, rất là đơn giản luôn ha. Rồi, thế là xong. Quá đơn giản. Một cách làm bây giờ nó có nhiều cái ứng dụng mới hay lắm các bạn, ở trên cái phần mềm Power Director các bạn. Rất là hay. Để video sau mình sẽ cho các bạn xem thêm những cái ứng dụng nó rất là hay, những cái hiệu ứng nữa các bạn. Hay lắm. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi ha. Các bạn thấy hay các bạn nhớ cho mình một like, một share và một đăng ký kênh ha các bạn ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt các bạn.